Xin chào các bạn. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm if và hàm sum if trong Excel. Đây là hai hàm đơn giản và được sử dụng phổ biến trong Excel. Hàm if là hàm set điều kiện và hàm sum if là hàm tính tổng có điều kiện. Đây là bảng thanh toán tiền thưởng cho công nhân viên, gồm có 4 cột: số thứ tự, họ tên, xếp loại và cột tiền thưởng. Có hai yêu cầu cần phải làm, đó là tính tiền thưởng và tính tổng số tiền thưởng theo xếp loại. Để tính cột tiền thưởng cho nhân viên, chúng ta cần sử dụng hàm if là hàm set điều kiện. Công thức của nó như sau: bằng if điều kiện giá trị trả về nếu điều kiện đúng và giá trị trả về nếu điều kiện sai. Cột tiền thưởng được tính dựa theo cột xếp loại. Nếu nhân viên nào xếp loại 1, tiền thưởng sẽ là 2 triệu. Nhân viên nào xếp loại 2, tiền thưởng sẽ là 1 triệu rưỡi. Công thức của hàm if để tính cột tiền thưởng được làm như sau: bằng if cột xếp loại là cột C, ta đưa con trỏ chuột vào ô C7, bằng loại 1, tiền thưởng sẽ là 2 triệu. Không thì tiền thưởng sẽ là 1 triệu rưỡi. Đóng ngoặc lại, Enter. Ta nhìn lại công thức. Nếu như ô C7 là loại 1 thì tiền thưởng sẽ là 2 triệu. 2 triệu đây. Còn không thì tiền thưởng sẽ là 1 triệu rưỡi. Lê Thị Trang xếp loại 2, do vậy tiền thưởng sẽ là 1 triệu rưỡi chứ không phải là 2 triệu. Ta đưa con trỏ chuột thành dấu cộng màu đen và kéo xuống hết cột tiền thưởng. Bằng cách sử dụng hàm if, ta có thể tính được cột tiền thưởng. Yêu cầu 2, tính tổng số tiền thưởng theo xếp loại. Ở cột xếp loại gồm có 2 loại, đó là loại 1 và loại 2. Ta cần tính tổng số tiền thưởng của loại 1 là bao nhiêu, tổng số tiền thưởng của loại 2 là bao nhiêu. Để tính được tổng số tiền thưởng của loại 1 và loại, ta sử dụng hàm sum if. Hàm sum if là hàm tính tổng có điều kiện. Công thức của nó như sau: bằng sum if dãy ô điều kiện, điều kiện cần tính tổng, dãy ô tính tổng. Ta sẽ làm như sau: bằng sum if dãy ô điều kiện, ở đây là dãy xếp loại, ta sẽ bôi đen vùng ô xếp loại, chấm phẩy. Điều kiện cần tính tổng là loại 1, ta cần tính tổng số tiền của loại 1. Dãy ô tính tổng là dãy tiền thưởng, bôi đen vùng tiền thưởng. Đóng ngoặc lại, Enter. Ta đưa con trỏ chuột thành dấu cộng màu đen và kéo xuống. Như vậy, tổng số tiền thưởng của loại 1 là 10 triệu, tổng số tiền thưởng của loại 2 là 6 triệu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.